phát từ đam mê không ngừng cung ứng những sản phẩm phân bón chất lượng cao, giúp người nông dân có những mùa bội thu. Thương hiệu phân bón Điền Trang đã ra đời với sứ mệnh đáp ứng thỏa mãn cho những nhu cầu chưa được thỏa mãn của bà con nông dân. Sản phẩm tốt cho cây trồng, an toàn cho môi trường, tạo giá trị kinh tế cho cộng đồng xã hội. 15 năm với bao ước muốn và phấn đấu, từ cơ sở nhỏ, thương hiệu phân bón Điền Trang đã chuyển mình mạnh mẽ thành nhà máy hiện đại trên khu đất rộng lớn tại tỉnh Bình Dương. Điền Trang mạnh dạn đầu tư phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu phân tích đặc tính lý hóa của từng vùng đất, từng loại cây trồng và đã phân lập hơn 20 chủng vi sinh vật có ích phục vụ cho việc ủ phân bón tại nhà máy và đưa ra thị trường những chế phẩm sinh học dùng để ủ phân bón, xử lý đất, phòng ngừa các loại bệnh hại cho cây trồng và đưa vào sản xuất 6 chủng có đặc tính tốt, phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp của Việt Nam. 15 năm có mặt trên thị trường, công ty Điền Trang tự hào là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ, phân bón lá, đặc biệt là các chế phẩm vi sinh nông nghiệp. Để giữ vững vị thế chất lượng sản phẩm, công ty đã không ngừng nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, đảm bảo sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất trên thị trường, đồng thời đảm bảo các khâu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Công ty đã xây dựng được một nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, men vi sinh nông nghiệp và các loại phân bón lá với công suất hàng chục ngàn tấn một năm. Ngoài ra, công ty cũng đã xây dựng được một đội ngũ kỹ sư nông nghiệp có kỹ thuật cao, bán hàng hành nghề, chuyên nghiệp sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế. Hiện nay, mạng lưới phân phối của công ty Điền Trang đã phủ khắp toàn quốc, có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu về phân bón cho bà con nông dân khắp mọi miền đất nước. Từ năm 2003, Điền Trang là công ty phân bón đầu tiên đã ứng dụng nấm đối kháng Trichho Đạt Ma vào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh với thương hiệu là Trichho Mix DT, Trich Mix. Những sản phẩm hữu cơ này vừa cung ứng chất dinh dưỡng cho cây trồng, vừa có hiệu quả rất cao trong phòng ngừa các bệnh hại trên rễ do nấm hại gây ra. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm có thành phần dinh dưỡng đảm bảo ổn định chất lượng như độ ẩm thấp, không đóng cục nhưng dễ tan khi sử dụng. Những sản phẩm sinh học của Điền Trang được Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Thủy lợi Gia Lai thuộc Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đưa vào ứng dụng thử nghiệm tại các vùng nông nghiệp Gia Lai. Trung tâm đánh giá rất cao hiệu quả của sản phẩm phân vi sinh siêu đậm đặc Trichho Mix phòng ngừa bệnh cho cây tiêu, cà phê. Phối hợp với Trung tâm Gia Lai, công ty Điền Trang đã hướng dẫn cho nông dân sử dụng men vi sinh Trichho Đạt Ma và các chế phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê, mạt cưa, phân chuồng, sơ dừa để sản xuất hàng chục ngàn tấn vi sinh chất lượng cao. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn đặt ra cho mình trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng. Hàng năm, công ty dành một khoản kinh phí không nhỏ cho chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nông dân, hỗ trợ bà con bị thiên tai lũ lụt, hỗ trợ giáo dục và chính quyền địa phương. Đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên, lãnh đạo công ty luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị, máy móc, tạo những môi trường làm việc trong lành, thân thiện, khuyến khích tinh thần học hỏi, cầu tiến và chia sẻ kinh nghiệm, giúp người lao động làm việc có hiệu quả và nâng cao thu nhập. Bên cạnh các chính sách về lương thưởng hợp lý, các chính sách về đào tạo, bảo hiểm phúc lợi cao, công ty còn thường xuyên phát động các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, nâng cao năng suất lao động và tinh thần thi đua sáng tạo, góp phần vào thành công của công ty. Với phương châm chất lượng là sự sống còn, công ty Điền Trang cam kết cung cấp cho bà con nông dân những sản phẩm phân bón chất lượng cao đạt hiệu quả tốt. Từ đó góp phần thúc đẩy nông sản Việt Nam ngày càng phát triển và đưa thương hiệu nông sản Việt Nam vươn ra thế giới.